kỷ niệm 5 năm thành lập trường. Về dự lễ đón bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường trung học cơ sở Nam Trung Yên ngày hôm nay, thi đua khen thưởng văn phòng Chủ tịch nước. Xin được trân trọng thông báo, vì điều tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Trường, trưởng phòng giáo dục có yếu tố nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Khắc Lợi, Phó Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đoàn Thị Tố Hoa, Phó Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Kỳ, Nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Cùng các ông bà là chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Về phía đại biểu quận Cầu Giấy, nhân dân quận Cầu Giấy. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Vân Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Cùng các ông bà lãnh đạo, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy. Về phía đảng ủy hội đồng giới thiệu có ông Phạm, có bà Phan Thanh Vĩnh, quận ủy viên, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Trung Hòa. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lai Mạnh Tiến, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trung Hòa. Cùng các ông bà là trưởng phó ban ngành đoàn thể phường Trung Hòa. Về phía đại biểu các trường đại học cao đẳng, tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dư, phó hiệu trưởng trường đại học khoa học tự nhiên. Tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Vũ Lương, hiệu trưởng trường chuyên khoa học tự nhiên. Tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Trào, phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Hữu Hoan, phó hiệu trưởng trường đại học giáo dục. Cùng các ông bà là cán bộ giảng viên của các trường đại học và cao đẳng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các thầy cô giáo, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn quận. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các thầy cô giáo, nguyên là cán bộ của trường đã.